Thưa quý vị, sáng nay, đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng với đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến khảo sát một số mô hình sản xuất nông nghiệp ở quận Vĩnh Lợi, Hồng Dân và Phước Long. Tại quận Vĩnh Lợi, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm mô hình sản xuất lúa tài nguyên ở thị trấn Châu Hưng. Với diện tích hơn 5.000 hecta, Vĩnh Lợi là địa phương có diện tích sản xuất lúa tài nguyên lớn nhất tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với quận Vĩnh Lợi kết hợp với các viện trường tiếp tục phục tráng giống lúa tài nguyên, xây dựng các mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, từng bước đưa hạt gạo tài nguyên Vĩnh Lợi vào bán ở các siêu thị. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu quận Vĩnh Lợi xây dựng cơ chế hỗ trợ nông dân sản xuất giống lúa tài nguyên, bởi có lợi nhuận cao, sản xuất có lợi hơn các giống lúa khác thì nông dân mới tập trung sản xuất giống lúa này. Lúa tài nguyên giống là đặc sản của quận Vĩnh Lợi, do đó phải giữ được diện tích nhưng tập trung vào chiều sâu, gia tăng giá trị hạt gạo. Đến thăm hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp Đồng Tâm, xã Vĩnh Hưng A, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao mô hình hoạt động của hợp tác xã này khi vừa cung ứng vật tư đầu vào, làm các dịch vụ nông nghiệp như cày, xới, phun thuốc, đồng thời cũng đứng ra ký kết hợp đồng bao tiêu với các doanh nghiệp, từ đó góp phần làm tăng thu nhập của xã viên. Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát tổng hợp bao nhiêu hợp tác xã làm ăn có hiệu quả, diện tích sản xuất nông nghiệp của các hợp tác xã nông nghiệp trong toàn tỉnh để xác định nhu cầu vật tư nông nghiệp, từ đó có kế hoạch làm việc với các công ty cung ứng trực tiếp cho các hợp tác xã, không cần qua đại lý. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã đến xem quy trình vận hành của cống Âu Thuyền Ninh Quế, chúc Tết cán bộ, nhân viên quản lý vận hành cống Âu Thuyền Ninh Quế, tham quan mô hình sản xuất lúa tôm ở xã Ninh Quế A, quận Hồng Dân. Tại huyện Phước Long, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến tham quan mô hình sản xuất lúa hữu cơ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị sau khi thu hoạch xong, ngành nông nghiệp cần có so sánh về năng suất so với mô hình sản xuất lúa thông thường, so sánh về lợi nhuận. Nếu có hiệu quả, cần xây dựng thêm nhiều mô hình sản xuất lúa hữu cơ để nông dân tham gia sản xuất, bởi sử dụng sản phẩm hữu cơ là xu hướng hiện nay và nhu cầu thật sự của người tiêu dùng. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã đến tham quan mô hình trồng bắp nếp an toàn tại xã Vĩnh Phú Đông. Đây là mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao, do đó nhiều nông dân chuyển hẳn sang trồng bắp thay vì trồng lúa. Tham quan mô hình nuôi lươn tại trại lươn giống Thành Được, xã Vĩnh Phú Đông, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đánh giá cao mô hình sản xuất này. Mỗi năm trại lươn cung cấp hàng trăm ngàn con lươn giống ra thị trường. Nhờ nuôi lươn bố mẹ theo mô hình bán hoang dã cho nên trại chủ động hoàn toàn nguồn lươn giống. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cho rằng xã nông thôn mới thì phải có những mô hình sản xuất hiệu quả cao, phải hướng dẫn nông dân mạnh dạn chuyển đổi và làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương của mình.